Chào mừng bạn đến với MyDio, tóm tắt nội dung sách, chuyện hay, kênh chia sẻ những kiến thức bổ ích, những bài học thực tế từ các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn, tác giả Gretchen Rubin, dịch giả Trần Trương Phúc Hạnh. Một trong những cách tốt nhất để khiến bản thân hạnh phúc chính là khiến người khác hạnh phúc. Và một trong những cách tốt nhất để khiến người khác hạnh phúc chính là tự bản thân bạn cảm thấy hạnh phúc. Gretchen Rubin. Gretchen Rubin là một tác giả người Mỹ chuyên viết về các chủ đề liên quan tới thói quen, hạnh phúc và bản chất con người. Ông cũng sở hữu nhiều tác phẩm nằm trong danh sách New York Times Bestsellers, bao gồm cuốn Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn. Cuốn sách này là một bộ khung hồ sơ tính cách nhằm giúp bạn hiểu được cách thức mà bản thân cũng như những người xung quanh phản ứng trước các kỳ vọng đến từ bên trong chính mình và các kỳ vọng đến từ bên ngoài. Từ đó giúp bạn có thể kiểm soát tốt hơn cuộc sống, công việc và những mối quan hệ của bản thân. Theo Gretchen Rubin, thì mỗi người trong cuộc sống đều luôn phải đối mặt với những kỳ vọng đến từ môi trường xung quanh. Ví dụ như phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phải kiếm tiền trang trải cho chi tiêu hàng ngày, hay phải chăm sóc cho những người thân. Kèm theo đó là những kỳ vọng đến từ bên trong chính bản thân, giống như mong muốn mình phải thành công hay mong muốn mình trở nên giàu có. Và dựa trên cách thức mà một người phản ứng trước những kỳ vọng đến từ bên trong cũng như đến từ bên ngoài đó, Gretchen Rubin đã xây dựng nên bộ khung hồ sơ tính cách, bao gồm 4 loại tính cách cơ bản nhất gồm. 1. Người ủng hộ là những người luôn cố gắng đạt được những kỳ vọng của chính bản thân, cũng như những kỳ vọng đến từ bên ngoài xã hội. Họ thường yêu thích luật lệ và có tính kỷ luật cao, luôn đặt ra cho bản thân những kế hoạch rõ ràng và chủ động trong cuộc sống. Nếu bạn mong muốn một người ủng hộ làm điều gì đó, chỉ cần nói ra và họ sẽ thực hiện vô cùng tích cực. Điểm mạnh của người ủng hộ chính là mọi người có thể trông cậy vào họ và họ cũng có thể trông cậy vào chính bản thân nhờ cách làm việc chuyên nghiệp, giữ đúng hẹn và đảm đương các nhiệm vụ mà không phụ thuộc vào sự giám sát của người khác. Họ là những người ủng hộ các quy định, nội quy và không thể cưỡng lại việc đó, ví như mặc đồng phục, tuân thủ chặt chẽ theo các hướng dẫn. Họ có thể thực thi bất kỳ kế hoạch nào mà họ muốn, mặc dù sẽ gặp phải những khó khăn khi đáp ứng kỳ vọng. So với các khuynh hướng khác, người ủng hộ có thể đáp ứng các kỳ vọng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người ủng hộ cũng có điểm yếu của mình. Họ cảm thấy bản thân buộc phải tuân theo các quy tắc ngay cả khi lẽ ra nó nên được bỏ qua. Thậm chí, họ có thể chống đối và khó chịu ra mặt khi những người khác hành xử không đúng dù chỉ là trên những phương diện nhỏ nhất. Ngoài ra, người ủng hộ có thể thiếu kiên nhẫn, hay tệ hơn là khinh miệt người khác khi bị từ chối đáp ứng các kỳ vọng của bản thân. 2. Người nghi vấn là những người luôn cố gắng đạt được những kỳ vọng của chính bản thân, nhưng lại có xu hướng chống lại những kỳ vọng đến từ bên ngoài xã hội. Để thuyết phục một người nghi vấn thực hiện điều gì đó, trước tiên bạn cần khiến cho họ hiểu được mục tiêu và lý do đằng sau việc mà họ cần phải làm. Một khi đã xác định được hành động đúng đắn, người nghi vấn sẽ đi đến cùng mà không gặp mấy trở ngại cũng như phản kháng lại những kỳ vọng. Lý lẽ của một kỳ vọng rất quan trọng đối với họ, do đó họ không bao giờ đáp ứng một kỳ vọng nào đó theo cách mù quáng. Họ có thể đem lại những giá trị tuyệt vời cho các mối quan hệ cũng như tổ chức. Người nghi vấn thường cân nhắc kỹ lưỡng và sẵn lòng nghiên cứu, tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định. Bởi vậy, họ thường là nguồn tham khảo cho những người khác và thích chia sẻ kiến thức của mình nhằm mong muốn cải thiện quy trình. Họ có xu hướng muốn tự mình đưa ra quyết định. Nói về điểm yếu, người khác có thể cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ bởi người nghi vấn luôn từ chối đáp ứng những kỳ vọng của đối phương khi chưa tìm ra câu trả lời hợp lý cho những nghi vấn cá nhân. Ngoài ra, việc liên tục nghi vấn khiến họ dễ rơi vào tình trạng phân tích, tê liệt. Họ luôn muốn tập hợp thêm các nghiên cứu, cân nhắc giữa các lựa chọn và xem xét khả năng trong cuộc sống. 3. Người tuân lệnh là những người dễ dàng tuân theo những kỳ vọng đến từ bên ngoài xã hội, nhưng lại gặp khó khăn trong việc đạt được những kỳ vọng của chính bản thân. Bởi vậy, họ thường dễ dàng thành công hơn khi cảm thấy bản thân cần phải thực hiện một nghĩa vụ nào đó đến từ bên ngoài, hay khi làm việc trong một tập thể, nơi mà họ phải chịu trách nhiệm với không chỉ bản thân, mà còn với cả những người xung quanh. Ví dụ, khảo sát trực tuyến của Gretchen Rubin trên hơn 700.000 người cho thấy, người tuân lệnh là nhóm tính cách chiếm tỷ lệ cao nhất. Bởi tuân lệnh chính là một trong những mục tiêu của nền giáo dục hiện đại mà mỗi người đều phải trải qua suốt thời niên thiếu. Nhược điểm lớn nhất của những người tuân lệnh được Gretchen Rubin chỉ ra chính là họ thường đặt kỳ vọng của người khác lên trên chính những kỳ vọng của bản thân,
có tới 65% người tuân lệnh cho biết họ cảm thấy buồn bực khi không thể ưu tiên cho những gì mà bản thân mong muốn. Khi cảm xúc tiêu cực này tích tụ, người tuân lệnh sẽ có xu hướng làm ra những hành động nổi loạn gây hại tới chính bản thân, chỉ nhằm chứng minh rằng mình không cần phải làm vừa lòng người khác, ví dụ như cố tình thi trượt. Bởi vậy, để đạt được thành công trong cuộc sống thì người tuân lệnh trước tiên cần hiểu rõ tính cách của mình để xây dựng nên một lối suy nghĩ phù hợp, nhằm ưu tiên hơn những kỳ vọng của bản thân, cũng như tìm kiếm được sự trợ giúp hữu ích từ những người xung quanh mình. 4. Người nổi loạn là những người có xu hướng chống lại những kỳ vọng của chính bản thân, cũng như những kỳ vọng đến từ bên ngoài xã hội. Trên tất cả, họ muốn bản thân được tự do lựa chọn và thể hiện cá tính riêng của chính mình. Người nổi loạn làm điều gì đó là bởi họ lựa chọn làm điều đó. Họ thường thích đương đầu với các thử thách theo cách riêng của mình, và đặc biệt thích thú khi được thách thức các kỳ vọng của người khác. Khi làm điều họ muốn, người nổi loạn thường gồng mình làm đến cùng, đặc biệt là khi có yếu tố tôi sẽ cho anh thấy. Đồng thời, họ rất coi trọng tính xác thực và quyền tự quyết và muốn cuộc đời của mình biểu đạt chân thực các giá trị bản thân. Họ sẽ làm việc tốt hơn khi không có kỳ vọng nào. Tuy nhiên, người nổi loạn cũng có nhược điểm riêng. Càng bị thúc ép, họ càng phản kháng lại mạnh mẽ hơn. Họ gần như phản kháng với bất cứ điều gì mà họ coi là cố gắng kiểm soát họ. Bởi vậy, để khiến một người nổi loạn làm điều gì đó, cách tốt nhất là bạn cần cung cấp cho họ mọi thông tin cần thiết và đưa ra công việc như một thách thức, rồi để họ tự quyết định mà không tạo thêm bất kỳ áp lực nào khác. Cách xác định bạn thuộc nhóm người nào? Một ví dụ đơn giản nhằm xác định một người thuộc loại tính cách cơ bản nào, đó là hãy tự hỏi bạn nên làm cách nào để khiến người đó thay bóng đèn. Một người ủng hộ đã chủ động thay bóng đèn trước cả khi bạn hỏi. Một người tuân lệnh sẽ thay bóng đèn sau khi bạn đưa ra yêu cầu họ làm việc đó. Một người nghi vấn sẽ thay bóng đèn theo yêu cầu của bạn, nhưng trước tiên bạn cần giải thích, thuyết phục họ, lý do vì sao phải làm điều đó. Một người nổi loạn sẽ chỉ thay bóng đèn khi mà họ muốn, thế nên tốt nhất bạn hãy nên tự mình thay bóng đèn thì hơn. Theo G.Z. Chernobyl, một khi đã hiểu được bản thân và những người xung quanh thuộc loại tính cách nào, thì bạn có thể điều chỉnh hành vi cùng cách suy nghĩ để kiểm soát tốt hơn cuộc sống, công việc và những mối quan hệ của bản thân. Tuy nhiên, cũng theo Gretchen Rubin thì bốn loại tính cách được cô đưa ra chỉ là bộ khung cơ bản để mô tả mỗi con người và hoàn toàn không phải là thước đo mang tính tuyệt đối. Bởi vậy, hãy đừng quá gò bó bản thân vào một mô thức cụ thể nào đó và ngừng hoàn thiện chính mình. Hãy biết tìm kiếm thành công bằng cách lựa chọn công việc phù hợp hơn với tính cách của bản thân hoặc cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp hơn với bản chất công việc của mình. Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn giống như một cuốn cẩm nang giúp bạn có thể hiểu người khác hơn. Từ đó bạn có thể biết cách cảm thông, lựa chọn hướng cư xử cũng như cách làm việc sao cho hiệu quả với mọi người xung quanh. Đây là cuốn sách mà bất cứ ai cũng nên một lần đọc thử để hiểu mình, hiểu người và để sống tốt hơn. Hãy đón đọc ngay nhé! Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe phiên bản tóm tắt sách Bạn là ai và làm thế nào để sống tốt hơn, nội dung được thực hiện bởi Thu Hương. Mời các bạn lắng nghe nhiều cuốn sách hay hơn tại mydio.vn hoặc ứng dụng MyDio, thế giới âm thanh của bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.